đoán xem ai sẽ trở lại nào. Có một nhiệm vụ mới. Chính là Andy. Hình như có một vụ án đang chờ thám tử Andy. Người đang thực hiện sứ mệnh giải đáp những bí ẩn dù là to lớn nhất, bật chế độ thu nhỏ, hay nhỏ bé nhất của tự nhiên. Được rồi. Cùng với Jen và người bạn AI hoàn toàn mới, hãy thắt dây an toàn. Vào vị trí. Sẵn sàng. Khởi hành thôi. Đón xem những tập phim mới của Phiêu Lưu Khắp Thế Giới cùng Andy từ thứ 2 đến thứ 6 trên kênh CBBS.